Bản tin sáng ngày 19 tháng 8. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin sáng ngày 19 tháng 8. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới: Tổng thống Trump hứa sẽ tạo ra 10 triệu việc làm trong 10 tháng tới nếu trúng cử. Đài truyền hình Thụy Điển cấm nhân viên dùng TikTok. Tại New Zealand, COVID-19 không bắt nguồn từ sản phẩm đông lạnh. Cổ phiếu của Alibaba giảm 120 điểm trên sàn giao dịch New York. Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu vang Úc. Tin tại Việt Nam, cách ly 23 thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điện lực Việt Nam rút phương án điện một giá. Cập nhật tin bão số 4 trên Biển Đông. Sau đây là thông tin chi tiết. Toàn thế giới ghi nhận tổng số hơn 22 triệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong đó có hơn 776.000 ca tử vong. Tại châu Mỹ, trong bài phát biểu tại bang Minnesota ngày 17 tháng 8, Tổng thống Trump nói, chúng tôi sẽ tạo ra các khoản tín dụng thuế cho các công ty mang việc làm từ Trung Quốc trở lại Mỹ và hứa sẽ tạo ra 10 triệu việc làm trong 10 tháng, đồng thời chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Cùng lúc, ông cũng đe dọa cắt hợp đồng của chính phủ đối với những công ty tiếp tục thuê dịch vụ lao động của Trung Quốc. Mỹ đang có nhiều hành động để tái cân bằng quan hệ kinh tế Mỹ-Trung. Mới đây, ông Trump đã áp đặt các hạn chế đối với hãng công nghệ lớn của Trung Quốc như Huawei, TikTok và một loạt các lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng trong nước, đặc biệt là đối với các sản phẩm quan trọng như thuốc và thiết bị y tế. Đài truyền hình Thụy Điển cấm nhân viên dùng TikTok. Đài truyền hình công cộng Thụy Điển STV vào ngày 17 tháng 8 thông báo cấm nhân viên dùng ứng dụng TikTok trên điện thoại làm việc vì lý do bảo mật. Hồi đầu tháng, đài phát thanh Thụy Điển SO cũng đưa ra quyết định tương tự. Phát ngôn viên của SO cho rằng TikTok không đáp ứng những yêu cầu bảo mật với các thiết bị làm việc của nhân viên, ví như điện thoại do cơ quan cấp. Trước các cáo buộc, TikTok và công ty mẹ là ByteDance phủ nhận mọi liên hệ với chính quyền Trung Quốc. Tổng giám đốc TikTok tại Mỹ, bà Vanessa Papa, hồi đầu tháng đã khẳng định công ty đang nỗ lực để mang đến một phần mềm an toàn nhất cho người dùng. Tại New Zealand, COVID-19 không bắt nguồn từ sản phẩm đông lạnh. Giới chức y tế New Zealand cho biết các cuộc điều tra cho thấy virus COVID-19 không đến từ các dịch vụ đông lạnh hoặc vật liệu từ nước ngoài tại một cơ sở bảo quản lạnh ở Auckland, nơi phát hiện có một nhân viên bị nhiễm bệnh. Tổng giám đốc y tế ông Alec Bloomfield nói hiện vẫn chưa tìm được nguồn gốc của đợt bùng phát này. Cổ phiếu của Alibaba giảm 120 điểm trên sàn giao dịch New York. Cổ phiếu của Alibaba trên sàn chứng khoán New York trong phiên giao dịch vào hôm 17 tháng 8 đã giảm 120 điểm xuống 251 đô la Mỹ sau những bình luận của Tổng thống Trump mới đây về việc gây thêm áp lực lên các công ty do Trung Quốc sở hữu, trong đó có Alibaba. Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo từng đề cập đến Alibaba vào tuần trước khi thúc giục các công ty Mỹ gỡ bỏ công nghệ không đáng tin cậy do Trung Quốc sở hữu trong mạng kỹ thuật số. Ông Alex Capri, nhà nghiên cứu tại Henry Foundation nhận định, nếu Alibaba cũng bị áp đặt lệnh cấm ở Mỹ, công ty này sẽ gặp trở ngại lớn vì công ty cần linh kiện bán dẫn phần mềm của Mỹ để duy trì hoạt động. Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu vang Úc. Bộ Thương mại Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang Úc nhập khẩu vào hôm qua, ngày 18 tháng 8. Trung Quốc vốn là thị trường xuất khẩu rượu vang hàng đầu của Úc, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của nước này với kim ngạch thương mại hai chiều trị giá 170 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Tuy nhiên, từ hồi tháng 5, phía Trung Quốc đã tuyên bố áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tới 80,5% với lúa mạch nhập khẩu, đồng thời cấm cửa 4 nhà sản xuất thịt bò lớn nhất của Úc với lý do không đáp ứng yêu cầu nhãn mác và chứng nhận nhập khẩu trong thời gian dài. Ngoài ra, Trung Quốc còn cảnh báo sinh viên, khách du lịch Trung Quốc cần cẩn thận khi đến Úc vì cáo buộc phân biệt chủng tộc. Giới quan sát cho rằng đây là các đòn trả đũa của Trung Quốc khi Úc đứng về phía Mỹ trong việc yêu cầu điều tra nguồn gốc dịch viêm phổi Vũ Hán và các cáo buộc gây hấn ở Biển Đông. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đều phủ nhận và lần này đối với rượu vang Úc, Trung Quốc cũng cho rằng đây chỉ là cuộc điều tra chống bán phá giá bình thường. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ông Triệu Lập Kiên đã phủ nhận sự việc này có động cơ chính trị. Cụm dịch nhà thờ Hàn Quốc vượt 450 ca.
Theo đài KBS, Park Jumi, Giám đốc Y tế Công cộng Seoul cho biết hôm ngày 18 tháng 8 đã có 457 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận liên quan tới nhà thờ Sarangji tại Hàn Quốc. Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc, ông Kim Gang-lip cho biết 10 người trong số đó được xác nhận đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Moon Jae-in ở trung tâm Seoul vào cuối tuần qua. Ngoài cụm dịch liên quan tới nhà thờ Sarangji, còn có cụm dịch khác bắt nguồn từ nhà thờ Antioch, quận Nowon, phía bắc thủ đô Seoul, đang khiến các nhà chức trách lo ngại. Hiện đã có 15 ca nhiễm được báo cáo liên quan tới nhà thờ này và họ đều sống tại Seoul. Tin tại Việt Nam. Bệnh nhân thứ 418 tử vong sau khi có 4 lần âm tính. Vào sáng ngày hôm nay ngày 19 tháng 8, Bộ Y tế không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Hiện Việt Nam vẫn là 989 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, đã có 100 ca cho kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần với virus Vũ Hán. Tính đến chiều ngày 18 tháng 8, các chuyên gia y tế cho biết đang có 20 bệnh nhân tiên lượng nặng và nguy kịch. Trong đó có 13 ca rất nặng, 7 ca tiên lượng nguy kịch. Tối ngày 18 tháng 8, Bộ Y tế thông tin về trường hợp bệnh nhân thứ 418 được xét nghiệm 4 lần âm tính với virus Vũ Hán trước khi tử vong. Đây là ca tử vong thứ 26 có liên quan đến COVID-19. Cụ thể là bệnh nhân thứ 418 là nam 61 tuổi, địa chỉ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử nhiễm COVID-19, tăng huyết áp, suy thận mãn tính, đái tháo đường type 2, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cách ly 23 thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng ngày 18 tháng 8, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch thành phố Tam Kỳ cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 9 đến ngày 10 tháng 8, con trai của bệnh nhân 964 lúc đó chưa công bố mắc COVID-19, thi ở phòng 433, Hội đồng thi trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Tam Kỳ. Trong phòng thi có 24 thí sinh, qua giả soát, xác định 23 em ở thành phố Tam Kỳ, một em ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh. Ông cũng cho biết 23 em thí sinh này sẽ được cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm. Rút phương án điện một giá. Ngày 18 tháng 8, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực đã rút phương án một giá điện và tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi biểu giá điện 5 bậc thang cho phù hợp hơn sau hơn một tuần lấy ý kiến. Ông Tuấn lý giải, một giá điện có thêm lựa chọn cho khách hàng, đơn giản trong tính toán, song điều này không khuyến khích dùng điện tiết kiệm, trong khi đây là chủ trương lớn của chính phủ. Trước đó, phương án một giá điện không nhận được sự đồng thuận từ giới học giả, chuyên gia năng lượng. Nhiều chuyên gia cho rằng chưa rõ căn cứ để Bộ Công Thương đưa ra mức điện một giá theo tỷ lệ 145-155% giá bán lẻ bình quân. Ngoài ra, chỉ những hộ dùng có mức sử dụng điện cao trên 700 kWh mới được hưởng lợi khi chọn dùng phương án một giá điện. Tin bão số 4 trên Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 4 giờ sáng ngày hôm nay ngày 19 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cảnh báo gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ. Từ chiều ngày hôm nay ngày 19 tháng 8, ở phía bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cô Tô, có gió mạnh giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Do ảnh hưởng của bão số 4, vào cuối giờ chiều ngày 18 tháng 8, Thủy điện Lai Châu dự kiến mở 5 cửa xả đập tràn xả lũ để điều tiết, duy trì mực nước hồ chứa. Hà Nội có khả năng bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sáng nay của Khỏe Tự nhiên. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.